Xin chào toàn thể anh em. Mình có được một cái nồi áp suất Nhật Rota. Rota 3, nồi này 3 lít nha anh em. Đây, nút này để bấm lên để mở nắp ra đây. Tem Nhật còn luôn nha. Nồi Rota. Dưới đáy này nè, nồi Rota 3 3 lít nè. Nhật nha, chỉ áp suất 80 kg bát cam. 80 kg bát cam nè. Nồi còn mới tinh luôn nha anh em. Nồi này chắc nặng lắm. Anh em mua về xài không biết khi nào hư. Rồi để mình mở ra cho anh em xem nha. Đây. Đẩy nắp lên mở, đẩy lên nút lên mở nắp ra. Đây. Ròn còn mới tinh luôn nha anh em. Ròn nè. Đây là cái sừng hốc của nó nè. Lòng. Lòng còn mới lắm nha. Rồi, bỏ vô. Rồi, mũi tên này nè, mũi tên đúng mũi tên này ra lại thôi. Rồi, mở ra thì anh em đẩy nút lên mở ra. Rồi, anh em nào có nhu cầu lấy cái nồi Rota Nhật này 3 lít này nè thì liên hệ bên mình nha. Chắc nặng dùng không biết khi nào hư đâu. Nồi này dùng ok rồi, tem Nhật còn nguyên xe luôn. Mới tin. Cảm ơn em.